Đúng rồi, thầy Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2020, tức ngày 19 tháng Giêng năm 2020 âm lịch Xuân Canh Tý 19 Tết. Ngày hôm nay Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một bộ nội thất phòng khách siêu VIP mà Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần mộc nhân dịp đầu xuân năm mới 2020. Và trên màn hình quý khách đang thấy đây là một bộ sập thờ mai điểu siêu khủng. Đấy, và một bộ quân thư câu đối mai điểu siêu khủng. Ở đây chúng tôi nói cái sập thờ mai điểu siêu khủng này thì quý khách hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết tường tận của cái sập sờ siêu khủng này. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, Thành Luân xin kính chúc toàn thể quý hàng có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đây là siêu đỉnh cao, sản phẩm siêu đỉnh cao và đẳng cấp. Vâng, chúng ta cùng theo dõi. Vâng, chiếc sập thờ này có kích thước 2m17, rộng 1m07, cao 1m27. Và chúng tôi nói qua thông số để quý khách hàng thấy được, và mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ đi gần vào để cho quý khách hàng thấy được cái siêu phẩm đỉnh cao đẳng cấp chiếc sập thờ mai điểu đỉnh cao này. Dạ tiền dày 12 phân và cổ dày 5 phân và dạ ngang là dày 8 phân, chân 22, được đục chạm kênh bong. Đây là sập thờ do những người nghệ nhân chế tác. Chúng tôi nhấn mạnh đây là sập thờ do những người nghệ nhân gốc nghề chế tác. Và chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Và bộ cuốn thư câu đối thì chúng tôi là để cùng với chiếc sập thờ này để cho nó đồng bộ, quay lên cho nó đẹp. Và thực sự ra là nhân vật chính của cái clip này chúng tôi là giới thiệu chiếc sập thờ đẳng cấp của đỉnh cao này. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Trước tiên là cái phần chân. Chân chúng tôi làm vuông 22 phân. Đấy, vuông 22 phân. Và được đục chạm kênh bong. Đục chạm kênh bong. Đây là mẫu mai điểm. Đục chạm kênh bong. Chúng tôi sẽ có thể lách vào. Và mọi người hãy theo dõi hết clip này và đừng quên đăng ký kênh của Đồ Gỗ Thành Luân để liên tục cập nhật các sản phẩm chúng tôi đang giới thiệu hàng ngày. Đấy, về riêng về cái dạ tiền này là dạ dày 12 phân. Dạ dày 12 phân do những người nghệ nhân gốc nghề thực thụ chế tác. Rất đẹp và rất kênh bong, rất kênh bong. Đấy. Đầu xuân năm mới chúng tôi cho ra mắt một siêu phẩm này, mẫu năm 2020 của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Và chiếc sập thờ siêu đỉnh cao này tôi sẽ báo giá trong cái clip này. Quý khách hãy theo dõi hết clip này, chúng tôi sẽ báo giá chi tiết của cái sập thờ siêu đỉnh cao này và bộ cuốn thư câu đối. Đây, những cái cánh này đục chạm rất kỹ, đục rất tinh xảo và sắc nét. Cái dạ này là dạ dày 12 phân liền khối luôn. Đấy, cả một tấm gỗ rất lớn dày 12 phân chúng tôi là đục thành cái dạ này, không chắp vá. Và tiếp theo cái phần cổ này, cổ thì chúng tôi làm dày 5 phân. Đấy, phần cổ này dày 5 phân cũng được đục chạm thủ công bằng tay, đục thủ công bằng tay 100% đục bằng tay. Đấy, và cái khuôn mặt chúng tôi làm dày 5 phân và ván mặt dày 2 phân đậu. Rất đẹp và rất đỉnh cao. Và bộ cuốn thư câu đối mẫu mai điểu cũng hàng VIP, ba chữ ở giữa là Đức Lưu Quang, được đục chạm thủ công bằng tay. Đấy, bộ này Thành Luân bán giá 25 triệu của cuốn thư. Và sập thờ này, quý khách hãy theo dõi, chúng tôi sẽ báo giá phần cuối video clip. Sập thờ chúng tôi bán giá 55 triệu. Và ok, chị khéo xong rồi, chị dựa cho em vào kia đi. Ngày hôm nay chúng tôi là nhờ hai cô thợ của Đồ Gỗ Thành Luân để dựng hai đôi câu đối lên, chúng ta quay lúc đầu cho nó đẹp. Chúng ta sẽ cùng đi vào phần hồi, phần dạ hồi của cái bộ sập thờ mai điểu siêu khủng này. Đây, toàn bộ được đục chạm thủ công bằng tay. Và cái dạ hồi, cái vai hồi này chúng tôi làm dày đậu 8 phân, cũng đục thủ công, đục liền luôn, đục liền thủ công luôn. Đấy, chiếc sập thờ siêu đỉnh cao mẫu 2020 của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi hiện tại chưa có chủ nhân. Và đây là ngày đầu tiên mà chúng tôi cho ra mắt cái mẫu mới năm 2020 này. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Hoặc quý khách có thể về trực tiếp tại cơ sở của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi, cơ sở 1 nằm tại đầu thôn Nghè Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, cơ sở 2 số nhà 71-73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và chúng tôi xin nhấn mạnh lại đây là chiếc sập thờ siêu VIP do những người nghệ nhân chế tác. Dạ tiền dày 12 phân, dạ ngang dày 8 phân, chân 22.
và phần cổ dài 5 phân, ván mặt dài 2 phân. Mọi ý kiến đóng góp của khách hàng vui lòng liên hệ, bình luận, comment dưới video clip này. Thành Luân sẽ luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của khách hàng. Clip khách đang xem tôi quay tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và cái chiếc sập mà đầu xuân năm mới chúng tôi đang làm cho các khách hàng. Một chú khách hàng đến từ Hà Nội, Khâm Thiên, Hà Nội. Và còn rất nhiều các sản phẩm. Mọi người hãy đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày. Rất đẹp. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Tôi xin tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.